Người đàn ông cầu cứu kỹ sư NASA giúp lấy lại ổ cứng chứa 7.500 BTC đã vứt vào thùng rác năm 2013. James Howell, người đàn ông xứ Wales, đã vứt một ổ cứng chứa 7.500 BTC vào thùng rác trong khi dọn dẹp văn phòng của mình vào năm 2013. Bitcoin của anh ấy có giá trị từ 110.000 đến 9 triệu USD vào năm đó. Theo báo cáo của Software Archives, Howell tin rằng ổ cứng hiện nằm ở một bãi rác gần đó, có thể sâu khoảng 15 mét. Trước đó, anh ấy đã khiếu nại chính quyền địa phương để được quyền tìm kiếm địa điểm này, thậm chí còn đề nghị trả 25% tổng số Bitcoin tìm được, nhưng không ai quan tâm vì các quan chức địa phương lo lắng về vấn đề chi phí, có rủi ro và gây nguy hại môi trường nếu thực hiện việc này. Vì vậy, Howell đã cầu cứu các chuyên gia, trong đó có các nhà môi trường học, kỹ sư và một chuyên gia khôi phục dữ liệu từ NASA. Anh ấy nói rằng, tôi đã nói chuyện với các chuyên gia khôi phục dữ liệu, những người đã làm việc với NASA có thể tìm kiếm được ổ cứng đó. Với các chuyên gia, việc đó không thành vấn đề. Tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ của quỹ đầu cơ để giúp trả tiền cho công nghệ AI chuyên dụng cho quá trình khôi phục ổ cứng, mất thời gian từ 9 đến 12 tháng.